Ngày 30 tháng 1, khi người dân đổ về quê đón Tết Nguyên đán, giao thông tại các cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh lặp lại bài ca cũ, đó là tình trạng ùn ứ. Ghi nhận cả đường Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Văn Bá, thành phố Thủ Đức, ùn ứ kéo dài từ sáng tới trưa. Khu vực cụm cảng Trường Thọ ùn ứ kéo dài trong cảng ra tới các tuyến đường lớn như đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Bá, cầu Sạch Chiếc, thành phố Thủ Đức, nhưng không ai bỏ cuộc. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trường rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tình trạng ùn ứ xuất hiện từ hơn 7 giờ đến tận 12 giờ, khu vực đường Võ Nguyên Giáp vẫn chưa được giải tỏa, kẹt xe thậm chí kéo dài tới ngã tư Thủ Đức. Tại đây, hàng loạt container xe tải di chuyển rất chậm, người điều khiển xe máy cũng chật vật nhích từng chút dưới cái nóng oi bức. Để giải quyết tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và cảnh sát giao thông thành phố Thủ Đức đã có mặt từ sớm để phân luồng. Tuy nhiên, do lực lượng container tắc nghẽn từ trong cảng nên dẫn đến các tuyến đường trong khu vực đều kẹt cứng. Trong đó, đường Nguyễn Văn Bá song hành với đường Võ Nguyên Giáp cũng ùn ứ. Cảnh sát giao thông phải phân luồng giao thông tại các nút giao để giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện. Đến 12 giờ, các phương tiện vẫn di chuyển rất chậm. Trước việc Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề, tại bến xe miền Tây ghi nhận lượng khách đi qua bến xe đã bắt đầu nhộn nhịp và có phần đông đúc. Thậm chí tại các quầy vé, nhà chờ đã đông đúc hành khách chờ lên xe dù đây chưa phải là thời gian cao điểm của bến xe miền Tây. Anh Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, năm nay kế hoạch nghỉ Tết sớm nên anh tranh thủ về quê sớm, tránh tình trạng ùn ứ như mọi năm. Anh Vĩnh nói, vào ngày 29 tháng 1, bến xe đã bắt đầu nhộn nhịp nhưng không đến nỗi ùn ứ do thời gian vẫn còn sớm. Đại diện bến xe miền Tây cho biết, hiện nay bến xe có khoảng 2-3.000 lượt khách xuất bến trên ngày, đây chưa phải là cao điểm của bến xe. Một số ít hành khách về quê ăn Tết sớm, số khác có tập quán đi tảo mộ cuối năm nên hành khách đi lại có phần nhộn nhịp. Bên cạnh đó, người dân đã đặt vé về quê ăn Tết khá nhiều, dự kiến cao điểm rơi vào khoảng 28-29 Tết. Một số hình ảnh ghi nhận được tại bến xe có thể thấy được là hình ảnh hành khách đi lại nhộn nhịp ở bến xe miền Tây, các ghế ở phòng chờ đều đông đúc hành khách. Khu vực nào của bến xe cũng nhộn nhịp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 10 ngày 29 tháng 1 năm 2024 về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều đường, dừng đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn dừng khẩn cấp. Ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời triển khai ngay thu phí không dừng tại các sân bay. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải siết chặt kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua các thiết bị giám sát hành trình, xử lý kịp thời đối với các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về tốc độ, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết, chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc, xe chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định. Đặc biệt, bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay phương thức thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay, kết nối liên thông đồng bộ vào hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí. Theo đó, một số gia đình sẽ lên đường về quê hoặc chuẩn bị đi du xuân dịp này. Tuy nhiên, việc di chuyển bằng ô tô xe máy thường khiến nhiều người mệt mỏi khi gặp vấn đề tắc đường.
Do đó, trước khi lên đường về quê, người dân nên có lịch trình phù hợp cho chuyến đi của mình. Ngoài việc mang các đồ dùng cần thiết trên đường, chuẩn bị những kinh nghiệm để tránh tắc đường cũng là điều cần thiết. 1. Cân nhắc thời điểm xuất phát. Thông thường, thời điểm nhiều người tranh thủ về quê đó có thể là buổi chiều, tối của ngày làm việc cuối của một năm hoặc buổi sáng của ngày nghỉ đầu tiên. Lúc này, lượng phương tiện ô tô xe máy sẽ quá tải tại các cửa ngõ của thành phố. Do đó, các gia đình nên lựa chọn thời điểm thích hợp để xuất phát. Sau nhiều kinh nghiệm đi chơi dịp lễ Tết, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch tránh giờ cao điểm, thường xuyên xem tin tức trên báo đài để phán đoán và chọn giờ khởi hành. Nhiều chủ xe cũng đưa ra lời khuyên khi giờ xuất phát phải đi thật sớm, tức rạng sáng hoặc tối muộn. 2. Lên lộ trình thích hợp. Chọn lộ trình thích hợp là điều rất quan trọng khi rời khỏi thành phố. Sẽ có nhiều tuyến đường để ra khỏi thành phố mà không nhất thiết phải đi vào trục đường chính. Bạn có thể tham khảo thông tin trên radio hoặc sử dụng ứng dụng Google Maps để cập nhật, kiểm tra tình trạng ùn tắc liên tục nhằm lựa chọn cung đường hợp lý nhất trước khi xuất phát. 3. Vạch ra các tuyến đường thay thế. Trước khi xuất phát, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cho mình những tuyến đường thay thế phù hợp. Hãy tìm kiếm một số tuyến đường nhanh nhất, ngắn nhất và các tuyến đường thay thế có thể đưa bạn xuống các con đường phụ. Khi đã có những dự định rõ ràng sẽ giúp cho bạn tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng. 4. Cân nhắc khi đi đường tắt. Nhiều người thường lựa chọn đường tắt để đi về với suy nghĩ sẽ nhanh hơn. Nhưng thực tế vào những dịp nghỉ lễ hoặc giờ cao điểm, đường tắt qua các ngõ lại thường bị ùn ứ lâu hơn cả những con đường chính. Nên bạn hãy cân nhắc trước khi đi vào các con đường tắt này. 5. Kiểm tra GPS và các ứng dụng giao thông. Hiện nay, hầu hết hệ thống GPS được tích hợp chức năng giám sát lưu lượng giao thông. Hệ thống sẽ thông báo cho bạn khi một tuyến đường bị tắc. Một số ứng dụng thậm chí có thể tự động thay đổi tuyến đường của bạn sang một tuyến khác phù hợp hơn. 6. Đảm bảo xe và người trong tình trạng tốt nhất. Theo kinh nghiệm của các chủ xe, trước khi một chuyến đi xa, các chủ xe thường sẽ bảo dưỡng xe để đảm bảo chuyến đi được an toàn nhất. Nếu gặp tình trạng kẹt xe và xe hỏng hóc, sẽ khiến cho tâm lý của người ngồi trên xe càng mệt mỏi và bất an. Một thói xấu mà nhiều lái xe mắc phải khi đường đông là đi kiểu điền vào chỗ trống, dễ thấy làn bên cạnh có khoảng trống là chuyển làn sang, tạt đầu xe phía sau để ngoi lên trước. Trên thực tế không hiếm gặp trường hợp ô tô đi cả vào làn khẩn cấp hoặc vào phần đường dành cho xe máy. Điều này là không nên khi di chuyển dịp lễ Tết, thậm chí xe ô tô đi sai làn đường còn có thể bị phạt nguội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.